Chào mừng các bạn trở lại với kênh tin tức trong ngày 24/7. Hãy like và subscribe để theo dõi tin tức trong ngày. Sau đây là phần tin tức. Cầu xây 4 tỷ đồng sập khi chưa nghiệm thu. Cầu Ô Rô ở xã Đất Mũi, Ngọc Hiển, Cà Mau thông xe hơn nửa năm đã sập, khiến giao thông của hai xã gần đường Hồ Chí Minh bị gián đoạn. Ngày 9 tháng 8, ông Nguyễn Trường Giang, Bí thư huyện Ngọc Hiển, Cà Mau cho biết địa phương đang nghiên cứu phương án mở phà tạm thay thế cho cầu Ô Rô ở ấp Khai Long, xã Đất Mũi vừa bị sập. Đây là cầu giao thông nông thôn thuộc dự án đường về trung tâm Đất Mũi, vốn đầu tư trên 4 tỷ đồng. Trước đó, rạng sáng ngày 5 tháng 8, chiếc cầu dài trên 80m, ngang 3,5m được thông xe nửa năm đã sập hai nhịp. Lúc xảy ra sự cố, không có người hay phương tiện nào trên cầu nên không thiệt hại về người. Theo Ban Quản lý Dự án Xây dựng huyện Ngọc Hiển, cầu này do công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Thương mại Xây dựng Sử Thành Phú thi công, chưa được nghiệm thu. Nguyên nhân sập cầu có thể do nước dâng cao, dòng chảy thay đổi làm lở đất. Để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, chính quyền địa phương cho căng dây, treo phao báo hiệu để tàu thuyền qua lại khu vực cầu sập. Hiện hai nhịp cầu vẫn còn nằm dưới dòng sông Ô Rô, một cán bộ có trách nhiệm nói. Anh Hoàng Thơm ở ấp Khai Long cho biết, cầu Ô Rô sập đã chia cắt giao thông tuyến đường từ xã An Viên, An Viên Đông ra đường Hồ Chí Minh để về Đất Mũi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.